Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh HQT Vlog. Mình là Thanh Hồ đây. Sáng ngày thứ hai, gia đình mình bắt đầu một cuộc mốc mới là đi lăn tay để chuẩn bị đi thi quốc tịch. Chắc có lẽ sau cái ngày hôm nay mình sẽ có những cái chia sẻ cụ thể hơn trên cái kênh HQT Vlog về cuộc sống của mình từ thời khi mà ở Việt Nam rồi đi qua Mỹ như thế nào, thì chắc là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho một số anh chị em nào sắp đi qua Mỹ đó. Thì chắc hy vọng thời gian tới mình sẽ làm cái kênh của mình nó có nội dung tốt đẹp hơn mọi người xem và ủng hộ mình nhé. Sáng nay thời tiết rất là đẹp và tuyết rất là nhiều trên đỉnh núi tranh thủ giới thiệu mọi người nè không? Cái nhà mình đó tuyết quá trời vậy đó, thấy đẹp không mọi người? Quá đẹp phải không ạ? Tuyết quá trời là tuyết luôn, chưa bao giờ mình thấy tuyết ở trên đỉnh núi mà nó nhiều như vậy đó, quá đẹp ha. Ở Cali mình ở cái vùng này thì nắng ấm quanh năm, chưa bao giờ có tuyết hết á, chưa bao giờ có tuyết ở trước nhà hết, nhưng mà trên đỉnh núi thì tuyết đó. Như vậy thì ở đây nó lạnh lắm mọi người. Thế là bây giờ mình đã tới chỗ đăng ký lăn tay rồi, mình đi một vòng cho mọi người xem. Mình đã vô bên trong văn phòng của lăn tay rồi. Trước khi vô thì có một cô bảo vệ đứng lại, cô hỏi tới làm gì. Mình nói mình tới mình đi lăn tay rồi, kêu đưa giấy tờ. Thì mình đưa cái giấy tờ và mời mọi người. Cái giấy mời họ kiểm tra xong rồi, họ nói mình đưa cái thẻ xanh. Mình đưa cái thẻ xanh rồi vô. Vô họ lấy số cho mình. Họ đưa cho mình một cái bảng này, trên đây nó có số sẵn này. 280 là số thứ tự, mình đi hơi bị trễ nên số 280 là. Hello mọi người nha. Bây giờ mình mới vừa xong cái lăn tay để làm thủ tục thi quốc tịch. Thì sau 5 năm thì mình đủ điều kiện để mà nộp đơn thi quốc tịch. Thì vừa rồi mình có làm cái đơn để mà thi quốc tịch xong, thì bây giờ họ CIS họ nhận cái hồ sơ của mình rồi. Thì họ mời mình lên để lăn tay rồi làm thủ tục để mà hẹn cái ngày đi thi. Đó, thì sáng nay thì mình cũng muốn chia sẻ lại cái trải nghiệm của mình để đăng ký như thế nào. Thì đây là cái tòa nhà đó, họ không cho mình quay phía sau thì mình quay ở trong, họ không có cho quay phim mọi người. Cái chỗ đây là application support center đây nè, họ hạn cho mình ở đây thì họ hạn 10 giờ nhưng mà mình đi hồi 8 giờ thì tới sớm, họ hạn giờ nhưng mà thiệt ra mình bốc số thôi, ai tới sớm bốc số thì họ làm sớm. Thì mới vô thì họ yêu cầu đưa cái giấy mời, cái giấy mời đó là cái form 797C này, 797C này mọi người, đó. 797C, ở đây họ gửi về rồi họ hẹn cái ngày. Thì trước cái có khi cái form này thì mình điền một cái form khác, thì cái form khác đó khi nó có điều kiện thì mình sẽ chia sẻ với mọi người luôn. Cái form này mình vô thì họ đề nghị là mình đưa cái form này để họ xem, rồi và một cái thẻ xanh đó, và một cái ID nữa, nhưng mà thật ra họ cần cái thẻ xanh thôi. Cần thấy xanh họ kiểm tra thử những cái thông tin của mình có khớp không. Đó là cái người bảo vệ đầu tiên đó. Rồi xong họ đưa cho mình một cái bảng khác nữa, trong đó có cái viết họ để là cái bảng application information worksheet. Cái này để mình ghi cái thông tin của chính bản thân mình. Thì có cái thông tin là cái đây của bà xã của mình đây. Của mình đây là mình tên nè, tên là Thạnh Quang Hồ nè, first name, middle name, rồi có tên nào khác không thì mình không có đề, rồi ngày tháng năm sinh, rồi quốc gia sinh, rồi giới tính và chủng tộc, chỗ nào thì mình khoanh tròn vào, rồi quốc tịch nước nào thì mình Việt Nam, rồi màu mắt là màu gì, màu đen, màu xanh, màu brown, màu xám gì đó đủ hết. Thì mình lúc đầu mình quen mình ghi black, không phải con mắt của mình là màu nâu. Còn ở đây là màu tóc là gì thì màu tóc của mình black. Rồi ở dưới là cao bao nhiêu thì cao cân nặng bằng pound hay là kg, mà cao feet hay là mét thì mình cái cao này thì mình ghi, mình lấy làm cái ID của mình ra, mình ghi cái ID hồi xưa khai sao thì mình ghi vậy cho nó trùng đó là xong đó. Rồi họ hẹn họ trong cái đó thì họ để sẵn cái số thứ tự rồi. Mình thấy vô đó là cái cô mà cô làm ở ngoài tiếp tân đó,
họ có sẵn một cái danh sách, ví dụ bữa nay là từ họ tiếp hình như là 200-300 người gì đó mình không rõ. À không phải, từ cái số 80, mình vô là số 80 mà phía trước nó có ghi là 280. Thật ra là mình có 80 thôi, họ ghi hai số sau thôi. Hai cái số sau nó màu đen, còn cái số phía trước số 2 á, mình là 280. Mình tưởng đâu là mình số thứ tự 280 nhưng mà thật sự là số mình có 80 thôi. Còn số 2 phía trước là cái mã gì đó. Đó. Thì số 2 phía trước họ không có ghi, họ không có tô màu đen. Nó trong trên nó có đường viền thôi. Còn số phía sau là màu đen. Mình tưởng đâu lâu lắm nhưng mà ngồi khoảng đâu 20 phút thì họ kêu mình lên. Đó, thì mình điền xong là họ đem kêu mình lên, thì mình đưa cái hồ sơ này, cái giấy application hoặc sheet này với cái thư mà họ gửi trước đây họ mời mình đi lăn tay, là cái thư này, hai cái này với cái thẻ xanh và cái số thứ tự. Thì đó, xong họ tới họ kiểm tra, là họ dỡ cái thẻ xanh mình ra, họ coi rồi họ kiểm tra thì có đúng thông tin hết. À rồi thì họ ghi mấy cái, họ đóng dấu rồi, họ đóng dấu đỏ này. À là xong rồi đó. Rồi lúc đó thì họ yêu cầu mình là tắt điện thoại, không có được dùng điện thoại. Thì vô cái phòng đầu tiên á, cái khu vực đầu tiên á, lobby đó, thì họ cho mình sử dụng điện thoại, mình có thể ngồi sử dụng điện thoại thoải mái, nhưng mà không được chụp hình. Mình mới có chụp hình quay phim một tí là mình quay cái này nè, sợ họ không trả lại. Mình đi quay cái này cho để về có ai không biết thì coi, à biết trước để sau này mình đi cho nó dễ. Thì họ tới họ đề nghị tắt điện thoại, mặc dù ở trong đó họ không có để cái thông tin gì là tắt điện thoại hết á. Không, cái vòng ngoài là không thấy để là tắt điện thoại. Cái mình do mình thấy không tắt điện thoại thì mình để mình quay thử cho mọi người xem chơi đó. Nhưng mà là tắt điện thoại. Đó là xong cái khu vực 1 mình nhận đầy đủ rồi. Thì họ đưa cho mình thêm cuốn sách này nữa đó. Mỗi người thì có họ đưa ra một cuốn sách là Learn About the United States nè, Quick Civic Lesson for Naturalization Test. Đó, thì để trong này là có 100 câu hỏi mình về học. Thì thiệt ra ở đây là lâu nay mình đã học 100 câu hỏi này rồi, mình lên YouTube mình học cũng nhuyễn lắm rồi. Và muốn thi thì phải 100 câu này với N400, mà N400 đó là mình điền trước khi mình được nhận cái giấy tới mở lấy lăn tay đó. Thì trước đây là có đăng ký cái N400, thì lên mạng mình cũng học hỏi người ta rồi mình đăng, mình cũng viết theo N400 như thế nào, điền hết rồi đó, đóng tiền rồi mới được kêu điền N400 đóng tiền đó, xong rồi họ mới mời mình tới. Thì trong thời gian mà N400 xong thì cũng phải là 3-4 tuần gì đó họ mới kêu mình đi lăn tay nè đó. Xong mình được, khi mà nhận hết rồi đó, làm thủ tục xong thì họ đưa cho mình, họ đóng cái giấy này xong rồi họ đưa cho mình quyển sách này rồi với cái số thứ tự lần đầu tiên mình vô mình lấy đó, cái số thứ tự lần đầu tiên mình lấy đó. Rồi mình đi qua một khu vực khác, cái khu vực đó là họ để lăn tay và chụp hình. Lăn tay thì nên biết là chụp hình ánh sáng này mà cái áo vest này, nhưng mà trong cái áo bôn nó kỳ kỳ, nhưng mà giải cho nó tiện. Ở Mỹ thấy người ta họ cũng mặc vải không có cà vạt gì đâu, mà bữa nó cũng lạnh quá đó. Rồi mình ngồi đó mình chờ, thì vô đó là không được chụp hình quay phim rồi, mình tại vì mình họ yêu cầu tắt điện thoại mà đó. Rồi ngồi chờ một chập lâu đó, thì mình thấy là họ kêu mình lên, kêu lên mình, rồi họ kiểm tra giấy tờ một tí thử có đúng người, đúng sự việc, đúng giấy tờ không, rồi mình vô mình chụp hình. Họ làm khoảng chụp hình cũng nhanh, mình đứng đó mình chụp, nhờ họ yêu cầu dồn cho camera. Thì mình đi hồi mình gọn camera rồi mình chặt cái hồi biểu chụp lại. Rồi xong nó lăn tay thì người ta họ đeo bao tay đàng hoàng. Thấy một người lên á là cái cô phục vụ, cái cô mà officer đó, nhân viên đó, họ sẽ thay cái bao tay, cứ một người là thay bao tay. Mình thấy thay hoài à, rồi họ chùi nước alcohol hay gì đó. Rồi một lần đầu tiên là 4 ngón tay vậy nè, 4 ngón tay ẩn xuống cái thiết bị điện tử, ẩn xuống dài ha. Rồi xong mà mình không có được ăn mạnh thì nó ăn mạnh là nó nhòe hết rồi, đĩa lên thôi. Rồi bắt đầu từng rồi tới ngón cái làm riêng, rồi tới ngón trỏ nè, họ đặng lăn qua lăn lại và một, rồi tới ngón này 2 tới 3 rồi tới 4 đó. Rồi ngón cái làm trước là không làm, rồi tiếp tục tay trái thì ngón cả rồi ngón giữa, ngón út rồi cũng y như vậy hết là xong. Đó là khi họ chụp hình xong họ làm tới tiết mục đó rồi họ đưa là xong hết rồi, thì họ đưa cho mình cái toàn bộ hồ sơ. Họ nói à cái đây là cái receipt luôn, cái đó là cũng cái receipt á, đây là cái receipt của mình luôn, cái mà nó xong
cái giấy mà họ gửi cho mình trước đây đó, thì họ đóng dấu vô là cũng như là biên nhận hết rồi đó, là chờ ngày họ lên lịch thôi. Thì họ đưa cho mình một cái giấy vàng nữa, mà lúc đầu mình không có để ý có cái tờ giấy vàng. Họ kêu lấy giờ tờ giấy vàng ra bỏ ngoài cái hộp á trước khi đi về. Thì cái đó là giống như là mình cũng không để ý, mình tưởng đâu cái giấy đó là cái giấy gì quan trọng, nhưng không phải. Cái giấy đó là yêu đề nghị mình có thời gian thì dành thời gian để mà đánh giá cái chất lượng phục vụ của họ như thế nào để họ làm tốt hơn thôi. Mình coi lại bà xã không để ý, tưởng đâu là cái giấy đó mình bỏ vô thùng, nhưng mà thật ra mình bỏ vô thùng thì nó không có ý nghĩa gì hết, bởi vì họ cần mình nhận xét chất lượng dịch vụ như thế nào, mình vào đó giờ nào, họ không có để tên đâu, mình hôm nay là đi vào giờ nào, mình tích vào rồi chất lượng dịch vụ là tốt hay xấu hay là gì đó, có hài lòng hay không đó. Thì mình làm xong thì cái thủ tục mà đứng đầu chờ tí thì vô, từ ngày vô đợi ở vòng ngoài là khoảng 30 phút, đợi vòng trong khoảng 20 phút, bữa nay nó ít ra đó, đó thế là xong. Bây giờ thì vợ chồng ra đây chuẩn bị đi về, chờ ngày họ hẹn. Thì không biết, thường thường mấy tiểu bang khác nó cả năm luôn, nhưng mà chú em mình ở nhà mình thì chờ khoảng đâu là có 5-6 tháng già. Mình thì hơi bị trễ một tí, tại vì cũng để cho nó qua Tết rồi mới đăng rồi này nó kia nên hơi trễ. Chứ đúng ra là cần phải đi thi quốc tịch mọi người à. Mình ở Mỹ là mà hiện nay mình ở đây 5 năm rồi, thật ra mình cũng mới chỉ là tạm trú dài hạn, thường trú nhân dài hạn ở đây thôi, 10 năm thôi. Còn muốn trở thành công dân Mỹ phải thi quốc tịch. Mình mới có bắt bo mình trở thành công dân quốc. Mình ở đây nhiều mà mình không có thi quốc tịch, mình không trở thành công dân Mỹ thì mình cũng mất nhiều quyền lợi lắm. Bởi vậy mình cũng cố gắng. Thì chia sẻ với mọi người một tí về hôm nay em đi lăn tay như thế nào. Kỳ sau thì có nhiều cái mà mình trải qua thì mình cũng cố gắng mình chia sẻ mọi người, để mình sao có sao mình nói dạy để những người đi sau hay những ai quan tâm thì có điều kiện hiểu hơn, để mình đi cho nó thuận lợi chứ không thôi. Thì ở đây thì cũng không ai giúp mình hết á, ai cũng đi làm hết đó, chỉ có mình thôi. Thì tiếng Anh của mình cũng dở, nhưng mà mình tới đó thì mình tự tin. Cái quan trọng là mình tự tin rồi mình làm cũng được, không cần phải nhờ đỡ đó. Thì cái bước đầu tiên mình là đi quốc tịch, đi thi quốc tịch để cho nó tự tin, nó đủ thứ hết. Mà đi về Việt Nam hay đi nước nào nó cũng là công dân Mỹ, nó cũng được chính phủ Mỹ bảo vệ mình trong những lúc mà mình bị trục trặc vậy ở nước ngoài. Thì hôm nay mình chia sẻ một tí với mọi người như vậy, hy vọng là sẽ giúp ích được cho những ai mà giống hoàn cảnh như mình. Thứ nhất là ít biết tiếng Anh. Bây giờ mình quay lại cũng là để là cái kỷ niệm cái ngày mà vợ chồng đặt thêm một cái chân nữa vào đất nước Mỹ. Hồi xưa thì mới đi làm nail, học nail mình cũng kêu là đặt một cái chân, nhưng mà hiện nay là cái chân thứ hai chưa bỏ vô nước Mỹ được. Khi nào có quốc tịch thì mới trở thành vững vàng hơn, gọi là định cư ở Hoa Kỳ. Chứ bây giờ mình vẫn là công dân của Việt Nam, vẫn giữ dụng bách bo của Việt Nam. Thì hôm nay lên chia sẻ một tí, cũng là cái kỷ niệm mình muốn lưu giữ để sau này xem lại cho nó vui. Bây giờ mình quay lại cái trung tâm này đó để làm kỷ niệm nè. Trung tâm Application Support Center cách nhà mình khoảng 35 phút đi xe. Cảm ơn mọi người đã xem video này ha. Nếu mà quý vị mà có, các bạn có ý kiến, có hỏi thêm gì thì hãy comment bên dưới nha. Thì mình thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng dành thời gian để chia sẻ cuộc sống của mình, những kinh nghiệm của mình đã trải qua trước nó như thế nào, để cho những anh chị em mà đi sau á thì nó có cái cơ hội làm nhanh hơn, làm tốt hơn. Ở trên mình thì là trục trặc nhiều thứ quá đó. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại nha. Bây giờ mình lái xe về nhà đây.